cách sử dụng nữa này. Thì nếu mà anh không nghe nữa này, anh giảm đi, giảm hết để cho em về không nhé. Về nó về màu xanh. Đấy, tắt nó đi. Thì nhà tóc con chồng trước nha. Jika có mặt ở Thái Bình. Anh đã ủng hộ chúng em. Sau một hành trình, anh em kỹ thuật Jika đang có mặt tại địa phận Hải Dương và đang tiến thẳng về Thái Bình. Các bạn có thể xem hai bên đường trồng phi lao rất là đẹp. Đấy, mình có cảm giác đang ở phương Tây, phương Tây, vùng trời Đông châu Âu. Trời châu Âu. Chúng em đã có mặt ở dưới Thái Bình. Tất cả các thiết bị có ở trên xe em thì anh em cũng đang di chuyển xuống với một chiếc đẩy liền vang X22 Pro và không thể thiếu được đôi loa cây đẹp sắc nước hương trời, đó là đôi loa WeWood G4000, dòng loa cây nhiều đường tiếng, và đi kèm với nó là những cái hệ thống phụ kiện như là cục loa siêu trầm và bộ mic không dây. Bên chúng em thì ở trong cái hành trình đi lắp đặt thì luôn luôn nhận được những tình yêu và những cái tình cảm của các anh em, và đặc biệt là sự yêu mến ủng hộ. Đây, bác khách hàng này, với một không gian nhà rất là sang trọng, một cơ ngơi đáng mơ ước với diện tích rộng, và nhà thì xây theo công trình kiến trúc mà nhà máy Nhật, diện tích sử dụng khá là rộng rãi đấy. Chúng em sẽ đi vào để lắp đặt luôn. Xin mời các em cùng tham quan qua cơ ngơi của bác khách hàng bên chúng em đây. Đây là toàn bộ không gian. Đây anh còn có đôi Paramax. Anh vẫn dùng bình thường chứ anh? Ừ, thì bây giờ là chắc là bỏ ra nha anh nhỉ. Vâng. Đây, phòng khách rất là rộng. Thiết kế mang, đây là mang phong cách châu Âu rồi, sang trọng. Đây, em sẽ vào để thay đôi loa, thay vào đôi loa Paramax, đôi kia thật bé quá, đôi kia bass 25. Mà sao ta cứ nhân thua tranh giành, cứ lấy quanh chưa tìm như con thuyền đã giữa biển. Ai ơi sống ở trên đời, đừng nên chua chát với người với ta. Sống con này là bảng cao, nó không như bản X7 nên là nó không còn cái lao ướt cơ nữa, nó tự động, là tự động thì là nó sẽ vừa nghe nhạc vừa hát, như vậy là vị trí độ đại thiết kế nó sẽ đẳng hơn. Anh này đang cắm cổng quang, em đang cắm cổng quang, thì nếu mà lúc này thích TV thì anh tăng tiếng TV lên, nếu xem TV rồi không nghe bộ đàm tăng tiếng TV lên, còn không thì nhưng mà lưu ý cho em lúc nào anh mở nhạc nhé, cái loa TV anh tắt đi để nó đỡ bị lẫn cái nhạc của TV vào, nó sẽ bị không hay. Ok. Còn đây là cách sử dụng nữa này. Thì nếu mà anh không nghe nữa này, anh giảm đi, giảm hết về cho em về không nhé. Nó về màu xanh. Đấy, tắt nó đi. Thì nhà tóc con chồng trước nha. Jika có mặt ở Thái Bình. Anh đã ủng hộ chúng em bộ.